Hồng Loan và Tấn Nga xin kính chào quý vị khán giả của chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay, phát sóng lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày, phát lại lúc 22 giờ 10 phút trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay ngày 26 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Nóng tình trạng bẫy chuột bằng điện. Ngất ngây với vườn trà là đẹp nhất miền Tây. Phượng bật gốc trong sân trường, một học sinh tử vong. Kỳ lạ ngôi làng chỉ có phụ nữ sinh sống. Chủ động phòng ngừa dịch cúm gia cầm. Thưa quý vị, chiều qua ông Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Càng Long đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở xã Nhị Long Phú. Ông Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh cùng tham dự. Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri phát biểu ý kiến đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh về những vấn đề còn tồn tại có liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội chung của xã, như đề nghị nâng cấp một số tuyến đường và cầu giao thông nông thôn trên địa bàn, những bất cập có liên quan đến việc cung cấp nước sạch sử dụng, vấn đề hàng gian, hàng giả, tình trạng cho vay nặng lãi đang diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương trong xã, và cử tri kiến nghị xem xét mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời, cử tri thắc mắc về việc Nhị Long Phú chưa được công nhận xã an toàn khu và dự án xây dựng khu hành chính mới của xã bao giờ được triển khai xây dựng. Tất cả các ý kiến trên đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn, lãnh đạo các sở ngành tỉnh và huyện Càng Long giải trình thông tin thêm để cử tri an tâm và hưởng ứng khi dự án được triển khai. Thông tin thêm với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng nêu lên 4 nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh đã xác định để nỗ lực thực hiện đạt trong năm 2020 này. Trong đó có nhiệm vụ Càng Long phải xây dựng hoàn thành huyện nông thôn mới. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhân dân xã Nhị Long Phú cùng với chính quyền địa phương phấn đấu xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao, tất cả cùng chung tay đóng góp xây dựng và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu. Về vấn đề giao thông, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng cho rằng đối với Nhị Long Phú là vùng căn cứ kháng chiến nên Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đầu tư hệ thống giao thông cho người dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện từng bước theo thứ tự ưu tiên đầu tư. Đồng thời cũng mong muốn bà con cần hưởng ứng khi công trình đi qua, nhất là về giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình giao thông. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng tất cả các ý kiến cử tri phản ánh đều xác đáng, xuất phát từ thực tế địa phương và có liên quan đến đời sống người dân. Do đó, các cấp lãnh đạo tỉnh cần quan tâm và tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Thưa quý vị, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm do người dân sử dụng bẫy điện để diệt chuột bảo vệ lúa. Trong đó, có những trường hợp người dân tự giăng bẫy chính mình để lại hậu quả đau lòng cho người thân. Song cứ đến vụ sản xuất lúa là tình trạng này lại nóng lên và hậu quả của nó luôn tiềm ẩn ở những nơi người dân lui tới hàng ngày. Đây là cách thức bẫy chuột nguy hiểm mà nông dân vẫn còn đang áp dụng tại đồng ruộng của mình. Cách làm này được bắt gặp ở một số địa phương trong tỉnh Đồng Tháp, bất kể lúa non hay lúa trổ chín. Dây kẽm được giăng mắc ngay trên lối đi vào đồng ruộng và được kết nối với dòng điện nguy hiểm. Một chút bất cẩn sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Và thực tế tại Đồng Tháp đã từng xảy ra các vụ tai nạn thương tâm như thế. Điển hình vào cuối năm vừa qua, một người đàn ông 45 tuổi ở ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp sử dụng điện để bẫy chuột ngoài ruộng lúa, nhưng quên ngắt điện lúc đi thăm bẫy khiến chính ông tử vong vì bị điện giật. Trong thực tế vẫn còn nhiều cách để bẫy chuột bảo vệ lúa được nông dân áp dụng vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả, như giăng lưới, mũ bạc quanh ruộng hay dùng bẫy truyền thống. Thưa quý vị, việc bẫy chuột bằng điện luôn mang đến những hệ lụy khó lường. Do đó, người dân cần phải nghe theo tư vấn của ngành khuyến nông địa phương để có cách xử lý chuột phù hợp, tránh gây hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, những ngày gần đây, nhiều du khách đến làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đều tỏ ra thích thú và ngất ngây với vẻ đẹp của khu vườn có hàng trăm cây trà là đang cho trái. Đây cũng là lần đầu tiên chủ khu vườn này mở cửa phục vụ khách tham quan, chụp ảnh với sắc vàng của những chùm trà là đang triệu quả. Nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm tham quan chụp ảnh của nhiều người. Vườn trà là này nằm trên đường hoa Sa Nhiên, Cai Giao ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Chủ vườn trà là này cho biết, trong vườn hiện có hơn 100 cây trà là trên 10 năm tuổi. Cây đã bắt đầu cho trái 3 năm, nhưng năm nay là 5 cây ra trái sai nhất, nên chủ vườn quyết định mở cửa cho khách vào tham quan chụp ảnh với giá vé 20.000 đồng mỗi người. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được bước chân vào khu vườn. Khi mà mình đến đây á,
là mình thấy là khu vườn trà rất là đẹp luôn. Phải nói là rất là tuyệt vời mà gần lần đầu tiên từ nhỏ lớn tới giờ mình mới thấy được. Chị chưa bao giờ gặp cái vườn trà là. Chị lần đầu tiên chị đi, chị thấy nó ngộ, nó đẹp. Có dáng à? Ngoài việc được tham quan chụp ảnh bên những chùm trà là vàng ươm, khách tham quan còn được tự tay hái trái và thưởng thức hương vị tuyệt vời của trái trà là đang chín mọng. Trái trà là khi chín sẽ chuyển từ màu vàng sang màu nâu, có vị ngọt thanh. Nhiều du khách đều tỏ ra ấn tượng khi lần đầu thưởng thức hương vị của nó. Đây là lần đầu tiên tôi được hái trái trà là chín để ăn. Nó có một cái vị ngọt thanh, nhẹ, ăn không có ngán và nó rất là dễ ăn, rất là ngon. Cây trà là được trồng bằng hạt, tùy vào thổ nhưỡng ở mỗi nơi mà phải mất từ 5 năm trở lên thì cây mới có thể cho trái. Điểm đặc biệt ở cây trà là chín mỗi năm cây chỉ ra trái một đợt vào mùa hè và kéo dài trong 2 tháng. Sau khi chín, trái sẽ rụng dần dần. Do đó, muốn có những bức ảnh đẹp cần phải đi đúng vào thời điểm cây đang ra trái. Cũng vì lý do đó mà những ngày qua lượng khách đến khu vườn mỗi ngày một đông. Mở cửa phục vụ khách tham quan gần một tuần qua, hiện tại mỗi ngày vườn trà là này đón gần 100 khách từ khắp các nơi. Mấy năm trước nó cũng có bông rồi nhưng mà không có mở cửa cho khách tham quan. Nên sau này cái rồi khách cũng yêu cầu quá, rồi nên mình cũng thôi mở cửa để cho khách vô chụp hình rồi tham quan rồi. Với giá trị hàng tỷ đồng, hiện vườn trà là này được xem là khu vườn trà là lớn nhất ở miền Tây mở cửa phục vụ khách tham quan. Đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách trong những ngày hè này, mà việc xuất hiện một vườn trà là giữa làng hoa trăm tuổi đã làm cho Sa Đéc thêm phần mới lạ hấp dẫn du khách, nơi được mệnh danh là thành phố hoa của đồng bằng sông Cửu Long. Trái ngược với hình ảnh những chùm trà là chín mọng với sắc vàng ươm, hành động thiếu ý thức của cô gái này đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và được xôn xao chia sẻ vào hôm nay. Theo đó, người phụ nữ này trèo lên tận ngọn cây rung lắc các chùm trà là để cho trái rụng. Một người phụ nữ đã trèo lên tận ngọn cây để rung các chùm trà là cho trái rụng một cách không thương tiếc. Còn người phụ nữ ở bên dưới thì lật ngửa cây dù ra để hứng trái. Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xem phẫn nộ vì việc làm thiếu ý thức này. Một tài khoản bày tỏ, kỳ quá, tham quan chứ đâu phải tham lam. Tài khoản khác nhận xét, đi chơi mà quên đem cả ý thức. Ai cũng hái thì còn gì nữa mà người ta tham quan. Thưa quý vị, sáng nay, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Chi cục Thủy sản tỉnh đã đến quán cà phê Đồng Xanh, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành để tiếp nhận 3 cá thể rùa quý hiếm để thả về môi trường biển. Anh Huỳnh Tấn Phát, chủ quán cà phê trên cho biết, số rùa biển trên được anh mua lại của một ngư dân cách đây gần nửa năm đem về thả nuôi tại quán cho khách chiêm ngưỡng. Trong đó gồm một cá thể đồi mồi nặng 9kg và 2 cá thể vít mỗi con nặng 10kg. Sau khi được các cán bộ chuyên môn trong tổ công tác giải thích về tính quý hiếm của rùa biển nằm trong sách đỏ Việt Nam và phổ biến luật bảo vệ động vật hoang dã thuộc loài danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, anh Phát đã đồng ý tự nguyện giao nộp để thả 3 cá thể rùa về môi trường tự nhiên của biển Kiên Giang. Tiếp theo trong phần sau. Phượng bật gốc trong sân trường, một học sinh tử vong. Khởi tố giám đốc thi công trình đang xây bị sập ở Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay, trong khi các em học sinh đang chuẩn bị vào lớp, một cây phượng vĩ to trong sân trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị bật gốc. Vụ việc khiến một em học sinh tử vong, nhiều học sinh bị cây đè phải nhập viện. Bác sĩ Lê Hoàng Linh, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện An Sinh cho biết, học sinh tử vong là NTK, tên viết tắt, sinh năm 2008. Em được chuyển đến bệnh viện lúc 6 giờ 50 phút sáng trong tình trạng đa chấn thương, ngừng hô hấp tuần hoàn. Các bác sĩ đã tích cực hồi sức tim phổi trong 65 phút nhưng không có kết quả. Bác sĩ Linh cho biết thêm, khi hay tin, mẹ em K nhanh chóng đến bệnh viện và ngất xỉu ngay tại chỗ khi thấy con mình đã mất. Hiện mẹ bé K đang được cấp cứu tại bệnh viện. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 6 giờ 15 phút sáng nay, trước giờ học sinh bắt đầu vào học. Một cây phượng vĩ khá lớn trong sân trường bất ngờ bị bật gốc, đè trúng nhiều học sinh ở phía dưới. Ngoài một học sinh tử vong, hiện có 8 em đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 4 em được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn ITO. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Đến sáng nay, đám cháy rừng tại núi Sọ, địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tiếp tục bùng phát cháy lan từ đỉnh về phía dưới, dù lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa vào tối qua. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều qua, gặp thời tiết hanh khô, nắng nóng gay gắt nên mau chóng lan rộng lên đỉnh đồi.
Ông Phạm Nam Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, huyện đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia chữa cháy rừng. Đến 21 giờ tối, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Các lực lượng phải cố khoanh đám cháy để không cháy lan sang các khu vực khác. Theo ông Trần Viết Phương, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, khu vực xảy ra cháy chủ yếu là cây bụi và cây bạch đàn lâu năm, xung quanh không tiếp giáp với nhà dân. Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và hôm nay phối hợp với các đơn vị điều tra xác định danh tính để tìm người thân của nạn nhân bị chết cháy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, người dân đi qua khu vực bãi biển dọc đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà bất ngờ phát hiện một thi thể trong tình trạng cháy đen. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã tự thiêu, bụi cỏ cạnh đó cũng bị cháy xém, nồng nặc mùi xăng. Cách thi thể khoảng 10 mét là xe máy và mũ bảo hiểm nghi của nạn nhân. Xe máy tại hiện trường bị đục số sườn, số máy, biển số bị tháo mất. Theo công an, nạn nhân trên 30 tuổi đã chết khoảng 3 đến 4 ngày. Hiện công an thành phố Đà Nẵng tăng cường phòng kỹ thuật hình sự, lực lượng pháp y để điều tra xác định danh tính, tìm người thân của nạn nhân. Liên quan đến vụ sập công trình đang xây làm 10 người chết tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hà Huy Hải, 56 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Hải Nga là công ty thi công công trình này. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Huy Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Hải Nga để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo điều 295 Bộ luật hình sự. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 5, tại khu vực xây dựng nhà máy của công ty cổ phần IV Healthcare xảy ra vụ sập bức tường đang thi công cao khoảng 8 m, dài 109 m. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại công trình, hậu quả là 10 người tử vong và 14 người bị thương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vào sáng nay chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động tại thủy điện Pleikon khiến 3 người chết và 3 người bị thương. Dự án thủy điện Pleikon có tổng mức đầu tư 576 tỷ đồng do công ty cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư. Theo đại diện chủ đầu tư, vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua. Lúc này 3 công nhân đang trên dầm cao thì không may bị ngã ở độ cao nhiều mét. Lúc bị ngã, các công nhân kéo nhau nên mới có nhiều người tử vong và bị thương. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu các nạn nhân. Bước đầu xác định có 3 công nhân tử vong và 3 người bị thương. Hiện sức khỏe của các công nhân bị thương đã dần ổn định. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp theo trong phần tin thế giới và góc nhìn cận cảnh. Kỳ lạ, ngôi làng chỉ có phụ nữ sinh sống. Chủ động phòng ngừa dịch cúm gia cầm. Thưa quý vị, ngôi làng Nova do Cordeiro ở Brazil được mệnh danh là lãnh thổ nữ quyền. Tránh xa những hủ tục, định kiến, những người phụ nữ ở đây tự xây dựng lên một miền đất riêng của họ. Hãy cùng chương trình khám phá ngôi làng kỳ lạ này ngay sau đây. Ngôi làng Nova do Cordeiro nằm ở phía bắc Rio de Janeiro. Thị trấn này có khoảng 600 người sinh sống, hầu hết là nữ giới. Phụ nữ nơi đây làm tất cả các công việc trong mọi lĩnh vực, từ làm nông đến xây dựng. Họ canh tác nông nghiệp, nuôi bò, gà và trồng các loại cây, củ để đáp ứng nhu cầu cuộc sống và để bán kiếm tiền. Các chị em cùng lao động làm việc xây dựng, nên một thị trấn thịnh vượng, mỗi người mỗi việc nhưng họ sống rất đoàn kết và biết nhận lỗi khi làm tổn thương người khác. Người đã sáng lập ra thị trấn này là bà Maria Senhorinha de Lima. Theo đó, bà Maria bị đuổi khỏi ngôi làng mình sinh sống vì bỏ người chồng mà cha mẹ bà ép lấy. Sau đó, bà Maria đã lập ra thị trấn này dành cho những người phụ nữ bị người làng xa lánh và họ cùng nhau sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Thưa quý vị, một con gấu xám cực hiếm vừa xuất hiện ở vườn quốc gia Banff, Canada. Các cảnh quay được chia sẻ cho thấy con gấu xám trắng trông như đang lẩn quẩn xung quanh và nhai những quả mọng bên cạnh một người bạn đồng hành là một con gấu nâu. Chuyên gia nghiên cứu động vật ăn thịt Maggie Bill cho biết, những con gấu xám lai gấu Bắc Cực, lông của chúng không có màu đặc biệt như vậy. Do đó, con gấu xám trắng như thế này là cực kỳ hiếm. Hiện tượng này thường thấy ở những con gấu đen đột biến. Những con gấu xám trắng được gọi là gấu Komodo hoặc linh hồn. Phát hiện mới rất đáng chú ý. Tuy nhiên, các chuyên gia động vật hoang dã cũng tỏ ra lo lắng vì những con vật có vẻ ngoài khác thường này sẽ được chú ý một cách đặc biệt nên cuộc sống tự nhiên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, nhà nghiên cứu Zhizhong Fang thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông vừa phát minh ra một loại mắt giả mang tên Bionic, được đánh giá là nhạy hơn cả mắt thường.
Loại mắt bionic này có thể giúp con người nhìn rõ mọi vật trong đêm tối và tăng tốc độ phản xạ của cơ thể lên tập cao mới. Được đánh giá là nhạy hơn cả mắt thường, thiết bị này bắt chước cấu trúc của mắt người và sắp tới sẽ tiến hành cấy ghép trên những bệnh nhân bị mù như một bộ phận giả. Về chi tiết, mắt bionic bao gồm võng mạc nhân tạo 3D và cây nano có khả năng bắt chước những thông tin thị giác được chuyển đến não người. Khi các dây nano tiếp nhận hình ảnh, nó sẽ xử lý thông qua một dòng điện nhỏ để cho ra những hình ảnh sắc nét nhất đến người sử dụng. Hiện tại, mắt bionic đã được lên kế hoạch phát triển rộng rãi trong 5 năm tới, dưới cái tên ECI, viết tắt của Electrochemical Eye. Mắt bionic chứa gấp 46 lần tế bào so với mắt người thường, nên hỗ trợ tầm nhìn người sử dụng xa và chính xác hơn. Đây là một bước tiến mới trong y tế, mở ra cánh cửa cho người khiếm thị. Khi công bố thiết bị này, rất nhiều nhà khoa học khác đã đánh giá rất cao và hy vọng đây sẽ là một đột phá trong ngành y. Diễn biến mới nhất của dịch COVID-19, tính đến 16 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 5,5 triệu người trên toàn cầu nhiễm bệnh. Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, các quốc gia đang chứng kiến diễn biến dịch COVID-19 thuyên giảm vẫn có thể đối mặt với đỉnh dịch thứ hai ngay lập tức nếu dỡ bỏ quá sớm những biện pháp ngăn chặn dịch bùng phát. Đến 16 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu tăng thêm 53.013 ca, trong đó có 2.999 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 5.601.871 ca, với 348.145 người tử vong và 2.381.369 trường hợp bình phục. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thế giới vẫn đang ở trong làn sóng đầu tiên của sự bùng phát dịch COVID-19. Mặc dù số ca bệnh đang giảm ở nhiều quốc gia, song tình trạng này lại gia tăng ở các khu vực Trung và Nam Mỹ, Nam Á và Châu Phi. Tỷ lệ lây nhiễm sẽ có cơ hội gia tăng trở lại một cách nhanh chóng hơn nếu các biện pháp ngăn chặn làn sóng đầu tiên bị dỡ bỏ quá sớm. Mỹ, Brazil và Nga hiện là ba nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Đến 16 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, số người chết vì COVID-19 ở các nước này lần lượt là 99.805, 23.522 và 3.807 người. Trong khi đó, số ca nhiễm tại Mỹ là 1.706.226, ở Brazil là 376.669 và ở Nga là 362.342 người. Tại Việt Nam, đã 40 ngày nước ta bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến 16 giờ 30 phút chiều nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 vẫn là 326, trong đó 272 bệnh nhân được chữa khỏi, 54 bệnh nhân còn lại đã được điều trị trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Thưa quý vị, thời tiết đang chuyển mùa, một số tỉnh thành trong nước, trong đó ở đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện dịch cúm trên gia cầm, nên việc chủ động tiêm ngừa là rất cần thiết. Trước tình hình này, người chăn nuôi ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long chủ động với các ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho đàn gia cầm trên địa bàn, ghi nhận của chương trình tại tỉnh Đồng Tháp. Tiêm vaccine phòng bệnh, vệ sinh chuồng khử khuẩn, rải rơm giữ ẩm là những việc mà ông Hà Minh Phương, ngụ tại xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp thực hiện thường xuyên cho đàn vịt hơn 7.000 con của gia đình. Theo ông Phương, trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, thì tiêm vaccine phòng bệnh là quan trọng nhất mà người chăn nuôi cần tuân thủ. Làm cái gì nó là phải công tác phòng bệnh là nó trên hết đi. Chứ bây giờ đợi tới thì mình làm chắc nó không có đạt rồi. Cái khâu thuốc quy trình của nó là mình phải làm theo quy trình nó hết. Còn đây là đàn vịt chạy đồng của ông Huỳnh Văn Thuận, ngụ tại xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cũng đã được tiêm ngừa đầy đủ. Với ông Thuận, vì thời gian di chuyển liên tục theo mùa thu hoạch lúa, nên việc quản lý dịch bệnh trên đàn vịt chạy đồng là hơi khó. Thuốc thì nào có vậy thì bắt đầu mình ra mình đăng ký á. Đăng ký thì mình chích, đừng cũng như đó mình phòng ngừa, mình chuyển đồng đi thì mình lợi địa phương đó, mình trình với qua mấy anh thú y. Tận dụng chuồng heo bỏ trống, ông Trần Công Danh, ngụ tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, chuyển sang nuôi vịt sim. Bên cạnh thực hiện theo đúng quy trình tiêm vaccine thì ông Danh đã xây dựng chuồng nuôi thông thoáng, sạch sẽ để đàn vịt được đảm bảo an toàn. Về thì 3 ngày mình chích ngừa viêm gan, sau đó bắt đầu mình chích vịt thả, rồi sau mình ngừa luôn cái trong 7 ngày đó, bắt đầu mình chích lại cái cúm gia cầm. Tôi cũng nuôi đây cũng 4 năm đợt, 3 4 đợt rồi mà thấy cũng chích như vậy đó là nó cũng thấy nó cũng an toàn. Tại vì mình ngừa nó đầy đủ hết trơn. Hiện ngoài cúm H5N1, đã có H5N6 xảy ra ở một số tỉnh thành trong cả nước, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp đẩy nhanh kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia cầm trên địa bàn. Thực hiện các cái biện pháp về an toàn sinh học, mọi người phải khai báo
các hoạt động chăn nuôi cho chính quyền địa phương cấp xã. Công tác tiêm phòng là một trong những giải pháp rất hữu hiệu để mà phòng chống cúm. Cùng với tiêm phòng, ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi nên chủ động thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, đặc biệt là chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để kéo giảm được nguy cơ dịch bệnh. Hồng Loan nghĩ là việc người dân chủ động trong việc phòng chống dịch cúm có tác dụng rất là lớn. Việc này không chỉ hạn chế thiệt hại mà thậm chí còn góp phần tăng năng suất, mang lại thu nhập khá cho người dân. Xin cảm ơn quý vị khán giả luôn đồng hành với chương trình. Nếu có góp ý cho chương trình, khán giả có thể gọi về đường dây nóng 028-6272-3288 và email quen thuộc trayvinhhomnay@gmail.com. Hẹn gặp lại lúc 18:15 ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.